Xin chào tất cả các anh em nha, mình là Duy, máy móc Việt Nam. Vẫn là con máy rửa xe Datom, mẫu mới nhất của Datom nè. Rồi, với cái khả năng làm việc liên tục và cái mẫu mã rất là bắt mắt thì khách hàng đến với máy móc Việt Nam để trải nghiệm mà mua các dòng máy rửa xe như thế này để về phục vụ cho gia đình cũng như là phục vụ cho các công việc của khách hàng nha anh em. Thì bên mình cũng đang để cho khách hàng trải nghiệm trực tiếp các dòng máy bên mình cung ứng ra. Rồi anh em thấy nha, đây là cái trải nghiệm thực tế của anh em khi mà mua hàng bên mình, đó là được trải nghiệm cũng như là xem con máy nó có chất lượng để đáng để mua hay không. Và đây chính là cái sản phẩm mà mình đưa ra cho anh em cũng như là gửi tới cho khách hàng cái sự trải nghiệm tốt nhất về dòng máy rửa xe Datom. Con Datom mà DK2350 mẫu mới nhất hiện nay của Datom á, được thiết kế vỏ nhôm đúc luôn anh em ha, được và cái bộ đẩy đầu bơm là đúc nguyên khối và bằng đồng luôn. Rồi, trước kia là có những cái sản phẩm nó mạ đó, thì lại mang cái sự không có sự an tâm cho anh em, nhưng mà giờ nó đã được đúc nguyên khối và bằng đồng hết luôn rồi, liền lạc rất là chắc chắn, rất là xinh đẹp. Rồi điều đặc biệt tiếp theo đó chính là hệ thống tự ngắt của máy, đảm bảo cho anh em khi mà mình làm việc quá tải hay cái gì làm việc gì trong thời gian lâu dài, máy sẽ tự có chế độ bảo vệ nó đó cho anh em nha. Giờ mình sẽ xem cho anh em xem nè, sự trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng khi mà sử dụng các máy bên Datom. Anh ơi, bây giờ mình làm thêm cái chế độ phun bọt tiết nè anh, gỡ ra gỡ cái đầu ok rồi, nhưng mà giờ mình làm thử cái này nữa cho nó hoành tráng anh, cài giúp em có gỡ gỡ ra, kéo xuống anh. Đây là rồi, ok, gài vô nữa cho nó chắc nha anh. Rồi, ok, giờ anh phun thử coi cho mọi người xem cái khả năng làm việc của máy và sự hài lòng của khách hàng. Đây là khách hàng sử dụng nha anh em, đây là khách hàng tự trải nghiệm trực tiếp, bên mình là người bán thôi, và sau khi hướng dẫn cho khách hàng rồi thì khách hàng sẽ là người trải nghiệm. Để đảm bảo được cái khả năng mà hài lòng thì bên mình mua luôn mang đến cho khách hàng á là những cái điều tốt nhất cho khách hàng. Rồi, giờ để cho khách hàng trải nghiệm luôn. Ồ, anh ơi, gắn cái đầu bếp này vô nè anh. Ở khi anh em mà sử dụng cái đầu gài như thế này thì chuyển đổi các chế độ thì mình nhớ sử dụng cái gài cho nó chắc để tránh trường hợp mà văng bay mất. Rồi, giờ phun được rồi anh. Máy đi theo là 4 đầu với 4 tổ độ khác nhau để đảm bảo mình phun xịt rửa với các kiểu khác nhau nó sướng nhất nha anh em ha. Rồi, máy có điều chỉnh chỉnh áp nên nếu anh em có nhu cầu mà phun nhẹ hơn vẫn đảm bảo được cái yếu tố đó. Là khách hàng bên mình trải nghiệm nha anh em ha, và mua hàng thì bên mình luôn khuyến khích khách hàng sử dụng để xem có hài lòng hay không. Vì bên mình là hiện tại là có tới 7-8 dòng máy mà phân khúc mà gọi là bán công nghiệp như thế này, hoặc là máy rửa xe cao áp nha, nên khách hàng khi mà mua là ngoài giá tiền ra hết nước em ơi thì còn phải là trải nghiệm trực tiếp xem như thế nào. Rồi, ok anh em ha, nếu anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về một con máy rửa xe chỉnh áp, đầu bơm đẹp, thiết kế bảo vệ máy, công suất là 2300W và 133 thì thực sự đây là lựa chọn số 1 ở phân khúc này. Giá bên mình đang bán là 4.200.000 và sẽ tặng cho khách hàng khi mua sản phẩm bên mình là một bịch rửa xe không chạm để trải nghiệm xem khi mà sử dụng á nó tuyệt vời như thế nào. Rồi, chào anh em nha, cảm ơn anh em đã tin tưởng và sử dụng các dòng máy bên máy móc miền Nam mình cung ứng ra. Thì anh em nếu có nhu cầu quan tâm thì đến ngay với máy móc miền Nam nha, địa chỉ là 195 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân á. Cảm ơn em ha.